Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Rất cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi sáng ngày hôm nay. Và trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến quý vị những tin tức cập nhật mới nhất về vụ xả súng của Stephen Paddock. Và thưa quý vị, như ngày hôm qua thì An Thụy đã có nhắc đến là một cái cột mốc quan trọng trong cái việc mà thu thập súng ống của tên Paddock, đó là vào tháng 10 năm ngoái, năm 2016, Paddock đã mua một lúc đến 30 khẩu súng. Và theo các nhà điều tra thì có vẻ như là có một cái sự kiện to lớn nào đó đã xảy ra trong cái khoảng thời gian này và đã khiến cho y mua một lúc đến 30 khẩu súng, nhưng mà hiện nay họ vẫn chưa biết đó là gì. Bầu cử. Vâng. Và thưa quý vị, theo như một cái tờ báo địa phương là Las Vegas Review Journal, họ tiết lộ thêm một cái tin tức, đó là cái địa điểm tấn công mà y chọn là cái khoảng đất trống diễn ra cái cuộc concert Route 91 Harvest này. Còn có một cái kế hoạch sâu xa hơn nữa, đó là nếu quý vị nhìn ở đây thì các cái mảnh đất này khoảng chừng 1.000 feet là nơi chứa hai cái thùng chứa nhiên liệu cho một cơ sở tiếp tế nhiên liệu cho các phi cơ của phi trường McCarran gần đó. Thì họ nói rằng có vẻ như là hung thủ muốn bắn cho nổ hai cái thùng nhiên liệu này, thưa quý vị. Tuy nhiên chỉ có một thùng bị dính hai phát đạn, và các chuyên gia ở cơ sở này họ nói là hai cái thùng chứa nhiên liệu này được làm từ một cái loại một cái loại chất liệu rất là bền vững và có thể chịu được sự tấn công của súng máy nữa, thưa quý vị. Vâng, và đó là tất cả những gì mà em biết thôi. Thưa quý vị, có nhiều tình tiết lắm. Thứ nhất là cho đến giờ phút này thì phải nói FBI vẫn mơ hồ vô cùng về động lực. Họ muốn tìm hiểu động lực xem, và cái vấn đề chính đó, họ có muốn tìm hiểu xem cái động lực này nó đến từ vấn đề khủng bố, ông có liên lạc với thế giới bên ngoài hay là ai giúp cho ông. Họ vẫn nghi ngờ có ai đó hỗ trợ cho ông. Và cho đến giờ phút này, tất cả những gì lời của bà Melu Danley khai là chỉ biết như thế thôi. Thực sự, đây là một người phụ nữ, nếu mà trong quá khứ chúng ta thấy đó, bà quen ông bởi vì ông cho bà tiền nhiều. Rồi hai người gần gũi nhau rất là lâu trong các khách sạn và casino từ 2010 cho đến 2013, dẫn đến cái chuyện mà bà ly dị chồng năm 2015 và về sống chung với ông luôn. Thì bà kể lại ngày hôm qua với FBI đó, ông đối với tôi, ông này là một người sweet lắm, lúc nào cũng ngọt ngào và yên lặng lắm, không hề nói với tôi điều gì hết. Đó, mà chăm sóc bà, thương yêu bà vô cùng, đó lý do tại sao mà ông muốn đẩy bà đi và cho bả 100.000 Mỹ Kim, mà bả nghĩ rằng là đó là cái hình thức để mà chia tay với bả. Cho nên bả dự định là sau cái kỳ nghỉ hè ở Philippines sẽ trở về và hỏi ông về cái vấn đề đó. Nhưng mà đến khi đó thì đã quá muộn, bởi vì bả mới hay tin là ông đã thực hiện cái vụ thảm sát. Sau đó bả tuyên bố là tôi tự nguyện về Mỹ để cố gắng làm giảm đi cái nỗi đau, và tôi hợp tác với cơ quan FBI hoàn toàn. Cho nên sau cái cuộc thẩm vấn đó thì FBI không tìm thấy được gì cả. Tuy nhiên ngày hôm nay FBI nói nếu không nhờ một người làm cái công việc an ninh của Mandalay Bay thì chắc có lẽ cái vụ thảm sát này nó còn ghê gớm hơn. Vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát thì anh Jesus Campos đang là người kiểm tra ánh, cái công việc của anh, quý vị để ý đó, khi quý vị đi vào khách sạn quý vị sẽ thấy thỉnh thoảng có một cặp an ninh họ đi vòng vòng. Vâng. Họ thăm hỏi xem có chuyện gì xảy ra không. Thì đây là những người rất là quan trọng. Anh Campos này thường xuyên đi dọc theo các hành lang vào đúng thời điểm xảy ra vụ thảm sát. Chính anh là người đã chạy tới căn phòng trên tầng thứ 32 và gặp Paddock lúc đó. Paddock, bởi vì Paddock gài cái máy camera ở ngoài cũng như ở trong, cho nên biết được ai tới. Thì khi mà thấy Campos chạy tới đó thì Paddock chĩa súng ra bắn rầm 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 ở ngoài cửa. Thế là một viên đạn đã trúng vào người của Campos. Nhưng mà anh không hề nao núng, bấm điện thoại 911 gọi ngay.
Và chính nhờ Campos này báo cho cảnh sát biết đây là tầng thứ 32 và căn phòng số mấy luôn. Nhờ thế, cảnh sát nói nếu mà không có Campos lúc đó đó, họ chưa định được cái nơi bắn là bao nhiêu và họ phải đi từng lầu một. Mà quý vị tưởng tượng từ lầu dưới mà lên tới tầng cao đó mất nhiều thời giờ lắm. Vâng. Cho dù họ biết là tầng cao là bao nhiêu nhưng mà cũng phải mất thời giờ, vì chưa kể đó là họ còn phải kiểm tra an ninh nữa. Và đó là lý do chỉ trong vòng khoảng 10 phút đầu họ nói là Pat đó đã bắn được khoảng 19 tới 11 phút. Đó. Mà nếu không có Campos, hôm nay Campos đã được vinh danh là một người anh hùng. Không nhờ Campos lúc đó đó là có thể là phải mất thêm 10 phút nữa thì cái vụ mà tấn công ghê gớm hơn. Thứ hai là Paddock đang dự trù là có một cái đường thoát. Thế nhưng không phải là thoát để cứu lấy mạng mình, thoát chạy xuống. Trong xe của Paddock có 50 pound chất nổ, 25 kg cộng thêm 1.600 viên đạn nữa. Thì Paddock tính đó là nếu mà không bị Campos nhìn thấy đó, là Paddock đã chạy xuống lầu, chạy vào xe mình, ủi chiếc xe vào đám đông cho nổ tung chiếc xe, hoặc là tiếp tục cầm đạn ở dưới xe bắn tiếp. Hắn chuẩn bị, nghĩa là meticulously, có nghĩa là rất là tỉ mỉ trong cái kế hoạch này. Cho nên thưa quý vị, cảnh sát nói rằng nếu không nhờ Campos mà không có ra tay kịp thời đó, là cái số người chết nó còn lên tới cả trăm, mấy trăm người nữa. Hôm nay thì số người thiệt mạng là 58 người và họ giảm số người bị thương từ 527 xuống còn 489 người mà thôi. Cuộc điều tra vẫn đang còn tiếp diễn thưa quý vị. Tuy nhiên đó là những diễn biến cho đến giờ phút này chúng ta nhìn thấy. Cuối cùng thì hiện nay thì FBI họ nói rằng họ tìm thấy một cái mảnh giấy trong phòng của y. Nhưng mà cái mảnh giấy đó hôm qua trên cái hình ảnh của trong phòng chúng tôi nhìn thấy có người chụp được cái mảnh giấy đó theo hình ảnh của cảnh sát đưa ra. Thế nhưng mảnh giấy đó thì FBI nói là không phải là di chúc, không phải là suicide note, không phải là di chúc để lại. Nhưng mà FBI ngừng tới đó không nói gì hết, không chịu nói cho chúng tôi biết được trên đó ghi cái gì. Cho hồi hộp. Tại sao thế? Họ muốn tiếp tục cái cuộc điều tra này. Thế nhưng trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai chúng ta sẽ biết được mảnh giấy đó ghi cái gì. Chúng tôi sẽ trả lại ngay sau phần quảng cáo gửi đến thêm quý vị các bản tin đáng chú ý. Giải Nobel Văn chương vừa được trao cho ai? Mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết.